Nhạc kỳ trong nỗi này mùa 11 tăng mùa mùi. Chủ đề là nôi thuần chư dục và nội dung gì ạ? Sao chúng ta học tập ngôn ngữ? Chúng ta đi Trung Quốc nên chúng ta có thể nói chuẩn chữ rồi. Nên tôi đang trao đổi ngôn ngữ nên tôi nói câu chuyện với đối tác trao đổi ngôn ngữ nên cô có thể nói tiếng Việt tiếng Hàn, tôi có thể nói tiếng Hàn và tiếng Việt nên tôi có thể sử dụng tiếng Hàn khi tôi đi khi chúng ta nói chuyện về chủ đề và câu chuyện nên khi chúng ta sử dụng nước mẹ nên chúng ta sử dụng việc cuộc sống chúng ta có thể nói câu chuyện về câu chuyện và chủ đề là chủ đề nhưng mà chúng ta có thể nói câu chuyện với ngôn ngữ là có quả nên vì chúng ta không biết từ vựng và cúp chỗ cáo nên chúng ta cố gắng để sử dụng ngôi nữ nên khi bị chúng ta phải sử dụng từ vựng dễ dàng. Chúng ta phải sử dụng dễ dàng. Chúng ta phải sử dụng dễ dàng, giúp sự dễ dàng. Nên chúng ta có thể nói về, tôi đã nói về câu chuyện và hai anh chị. Nên chúng ta sử dụng tên chim và dễ dàng, câu chuyện dễ dàng với AI. AI nói về tu dễ dàng là chim một chim nên chúng ta nói câu chuyện về tu dễ và câu chuyện và sử dụng AI có thể giúp chúng ta sử dụng dễ dàng tu dùng dễ dàng khi chúng ta nói câu chuyện về tu dễ và câu chuyện AI có thể giúp chúng ta để nói câu chuyện về chủ đề và câu chuyện dễ dàng. Cảm ơn.
Tôi dạ sếp.
Thế bà phát triển một dùng bài hát nhạc thế này. Thứ đây là nội vùng bồi nội dung tôn giả. Về cái bài hát để hẹn là chăm sóc rất rất sâu rồi. Từ hút ngồi nhẹ quả đôi cả và dài chữ nét nào khi nè chúng ta dễ dàng nền tương và mong mong về luôn cảm xúc và giải tỏa. Tôi đang trong quá trình trao đổi và hôn thiên hạ và thiên vết. Tôi đã có thể sử dụng chẳng hạn một các cổ bản mà tiếp tục phát triển cả năng của mình có các chủ đề và câu chuyện thông đại. Chúng ta có thể trả sân những câu chuyện về những chữ về hay những chuyện thì chuyện và bằng tình trai trị từ trước cái hình gì là những khi giao thiết chúng ta có thể kể cho các em nhỏ về những câu chuyện thú vị như thư lại kể quản và câu chuyện dân gian về chú về nuôi nén đặc biệt là trẻ em có thể là bất được tượng nuôi dưỡng đồng hội kẻ phục nhung và nhung câu chuyện này chỉ không cả dễ dàng được thân và phát triển cho nên giao tiếp xã hội và câu trả lời làm thế nào để nhắc sẽ chưa phát triển cho nên không những nhạc sản cô người dân cũng sản và tự nhồi ở chịu nhồi mong để nghe nhạc cũng thích chịu tiếp và các chuyện đặt ngoài anh khi chúng ta hát để ô và bắt chì cờ lôi nhạc chúng ta sẽ hốt rất chặt sử dụng ngôn ngữ một cách sử nghiệm không chúng ta nên kết chuyện như thế nào để giúp trẻ em học ngôn ngữ khi kể chuyện của trẻ em chúng ta nên sử dụng ngôn ngữ đồ trang giải trí đồ lan và lôn chép các yếu tố thú vị để thu hút sự chú ý của các em những câu chuyện dân gian phúc nữ câu chuyện gần vui bồi đổi sống sẽ giúp trẻ dễ dàng nên xuống xuống và phục hồi chương trình mỗi lấy sau kể chuyện là một phương pháp tốt về phúc kết phục là một phương pháp hiệu quả vì nó kết phục dù rất nhẹ và hiệu nồng trong buổi thần thứ trẻ thì kết chuyện chúng ta không chỉ phúc hữu mà không phúc các đèn đất tâm sức các sử dụng cao sự liên hồn và phát triển kỹ năng nghe hiểu làm thế nào để tạo là một câu chuyện thú vị cho người nhé để tạo là một câu chuyện thú vị chúng ta tăng lúa trong các yếu của hạnh phúc thì xin là phúc liên quan đến cuộc sống hàng ngày mà ngồi nè có thể dễ dàng thư và lên hè ngôi là sử dụng hình ảnh một thổ một thả và cảm xúc sẽ làm cho câu chuyện cho nên sống đồng hơn bằng các ngày chúng ta không chỉ phát triển khả năng ngôn ngữ mà còn giúp nhớ nhé là đặc biệt là trẻ em là hung từ và tăng giải vào quá trình học hội xuống